Rồi đấy, đấy, quay lại đi. Quay lại với kia. Quay lại đi. Đi liên tục không cứ nghỉ. Mày tập thể dục cho nó khỏe mà. Đi tập thể dục ngày giãn cách, chàng trai được công an tạo điều kiện hết mình. Đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông bị lực lượng chức năng phạt do vi phạm phòng chống dịch đang được chia sẻ rần rần khắp các trang mạng xã hội hiện nay. Theo đó, người đàn ông này bất chấp quy định về giãn cách phòng dịch mà vẫn ngang nhiên đi bộ tập thể dục. Khi bị phát hiện, đối tượng không bị lập biên bản xử phạt hành chính mà nhận một hình thức phạt rất là khác biệt. Đội kiểm dịch đã yêu cầu người đàn ông bê một khối vuông có thể là xi măng đi bộ vòng vòng quanh khu đất trống. Đi được một đoạn đã thấm mệt, đối tượng lại gần lực lượng chức năng, có ý định xin thôi nhưng ngay lập tức một giọng nói đanh thép vang lên: quay lại đi, đi liên tục không có nghỉ, tập thể dục cho khỏe cơ mà. Rồi đấy, quay lại đi, quay lại với kia. Quay lại đi, đi liên tục không có nghỉ, mày tập thể dục cho nó khỏe mà. Người vi phạm lại lầm lũi đi tiếp, không dám than thở nửa câu. Có lẽ khối vuông khá nặng nên đối tượng nhọc nhằn chỉ cố tiếp được một đoạn rồi ngồi thụp xuống, không đi tiếp được. Tới lúc này người cán bộ lên tiếng: nặng hả? Bỏ tập thể dục chưa? Nặng hả? Mai giờ bỏ ngày tập thể dục chưa? Cách phạt của lực lượng chức năng trong đoạn clip trên rất được lòng dân mạng. Nhiều người chia sẻ xem clip vừa tức vừa buồn cười. Ý thức của người đàn ông này rất đáng lên án, nhưng cách hành xử của cán bộ kiểm dịch chắc chắn sẽ khiến cho đối tượng sợ mà không dám tái phạm nữa. Rồi dịch bệnh thế này, chỉ thị đã ra mà còn cố đi làm gì thế? Biết là với những người quen tập thể dục thì sẽ hơi khó để bỏ thói quen, nhưng có phải là không làm được đâu. Hoan hô cách xử phạt của anh cán bộ. Đấy, muốn tập thể dục cho tập rồi còn gì nữa. Mấy ai trốn đi tập thể dục như bác mà được hẳn lực lượng chức năng cho tập như này đâu. Nhất bác nhé. Mà người vi phạm khi phải bê cái cục vuông ấy đúng kiểu: thôi em xin lỗi, em sai rồi, không bao giờ em ra đường tập thể dục mùa dịch nữa đâu, anh tha cho em. Buồn cười thật sự. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.